Dạ Vũ xin chào cô chú anh chị và các bạn. Sáng hôm nay Vũ đi trong ấp Mắt Miễu, xã Đại Hòa Lộc, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Thì Vũ đi vô tìm nhà của chú Tám Được, là cậu của anh Ba Dùng ở bên Mỹ. Đã nhờ Vũ tìm dùm hổm rày mà Vũ bận công chuyện quá. Hôm nay Vũ sắp xếp Vũ đi vô Vũ tìm. Giờ Vũ mời cô chú anh chị và các bạn đi theo Vũ. Đây, Vũ đang chạy trên con đường này là đường Nguyễn Đình Chiểu. Ở đây là chỗ nhà làng. Rồi ở trước mặt Vũ, mé bên tay trái là bến xe cũ hồi xưa. Đây là chỗ trường học Lê Hoàng Chiếu. Đây Vũ đi tới đây là chỗ sân vận động huyện Bình Đại nha các bạn. Thì ở bên đây rồi có cái trường mầm non Hướng Dương. Ở đây là trung tâm văn hóa huyện Bình Đại. Ở đây thì mé tay phải Vũ rồi có con đường vô ngay chùa Đông Phước. Đường lộ đó mới mở sau này. Đó. Ở đây thì có cái ngân hàng. Phía bên đây là điện lực của Bình Đại. Đây Vũ chạy vô đây là xã Đại Hòa Lộc nha các bạn. Mé tay trái Vũ là ấp Bình Quề 1, xã Đại Hòa Lộc. Còn mé bên tay phải là ấp Mắt Miễu, xã Đại Hòa Lộc. Hồi trước thì chỉ có một ấp thôi mà giờ tách ra. Đường này nay hai bên đường bà con cất nhà lên rất là nhiều nha các bạn, khích khích với nhau, vài năm nữa là cất bít hết. Đây là chỗ ủy ban xã Đại Hòa Lộc. Còn chạy chút xíu đó tới là chỗ ngã ba Bà Nhiên. Giờ Vũ lên ấp Mắt Miễu.
Đây là ấp văn hóa Bắc Miễu nha các bạn. Đây có tiệm tạp hóa, đây có quán cà phê Hạnh Vũ. Đường này nay bà con cất nhà cũng rất là nhiều nha các bạn. Mấy năm trước thì nhà ít. Bên đây thì có cái chùa Đức Thắng. Đây là chùa Đức Thắng. Đây có mấy miếng đất rào lại rất là đẹp luôn, lên nền nhà rào lại. Ở đây có cái nhà yến. Đây hồi xưa con đường này đường đất mới làm, đây khoảng đường lộ này mới làm đây chắc khoảng 2 năm. Có đất trống, có mấy con bò đang ăn cỏ. Ở trước mặt có mấy cái trụ điện gió đang lên trụ rồi nhưng mà chưa kéo dây điện. Đây có chỗ này bán đất. Đây bán đất này là đất ở trước nền nhà, ở sau có ao tôm luôn. Ở đây mua các nhà ở cũng rất là ngon nha các bạn. Đường ở đây giờ ngon lành rồi. Đây có mấy miếng ruộng trống này bà con trồng cỏ để nuôi bò, để cắt cho bò ăn. Quá chừng cỏ luôn. Đây có ao nuôi tôm. Cái bên đây có cái tiệm tạp hóa nhỏ. Đây có bụi bông móng gà.
Dì ơi, cho con hỏi thăm chút xíu được không dì? Ở đây dì biết nhà của chú Tám Được là nhà nào không? Bên này chút. Ở trên chút hả dì? Dạ, chạy lên có chỗ tôm đây dần, có cái nhà, có cái đám tổng mớt mà tắm nó tắm á. Có mình đóng tỉnh. Mé tay trái hả dì? Ở mé trái. Dạ. Dạ, này chút rồi qua cái cua này nè. Dạ rồi. Có cái đám vườn họ tổng muốn cầu rồi qua cái này tới. Nằm mé bên tay trái. Mé trái, dưới dốc cầu, không đường gì tới cầu, dần tới cầu. Dần có chú với mấy cái đất tống còn tầm mướp á. Dạ dạ, có dàn mướp phải không? Dạ dạ, rồi cảm ơn. Dạ. Chú quay hả? Chị, chú Vũ hả? Dạ. Quay vậy hả? Ủa sao biết em? Ok, chị tư lễ nữa. Dạ, tại vì vô tìm giùm cho cái người cháu của chú Tám đó, ở bên Mỹ á. À, ông đó là cha tôi. Sao? Ủa? Ủa sao tìm hỏi thăm ngay vậy? Cô tỉnh mới trả về nè. Phải không? Ừ. Tại có người cháu tìm á. Hả? Người cháu tên tên Dùng á. Tên Dùng. À, cháu con của người Bắc Nam mới á. Dạ. Qua nhầm tôm á. Dạ đúng rồi. Ừ. Dạ chị gì đi lên tỉnh chút đi. À nó tôi vô bỏ củi hả? Dạ. Trời ơi. Ông bệnh hai ngày nay vô nước biển tổng ông này không? Hổm rày ảnh kêu vô tìm giùm mà hổm rày bận công chuyện quá rồi bữa nay thôi để sắp xếp đi vô. À. Dạ. Tôi tỉnh cho củi mới về nè. Là nhà gì đâu? Nè. Đây đây hả? Ừ. Dạ. Rồi vậy bỏ củi thì đi lên tỉnh. Lên tỉnh. Đây qua cái cua này là dầm mấy lên này qua cái cua dầm. Dạ dạ. Rồi đi đi theo gì dẫn đi luôn. Rồi đây có miếng đất đang tém lên nặng lên nền nhà. Đây có chỗ bán tủ nha các bạn. Tủ để đồ, tủ để chén. Dạ. Bán đảo không anh? Dạ, bàn ghế luôn. Đây có căn nhà mới cất luôn, đẹp quá, dễ thương quá. Dạ. Dạ. Bên YouTube chứ nhà báo gì? Nhà này hả gì? Wow. Vậy đi qua ngang đây lợi hoài. Đây là chút xíu nữa là tới cầu ấp Bắc Miễu nha các bạn. Đây. Đây tìm được nhà của chú Tám rồi anh Dùng ơi. Đây ở trước này. Đây ở trước có trồng một hàng tăm bầu. Đây ở trước là có dàn mướp. Dàn mướp rồi có bầu nữa. Có trồng bầu nữa. Rồi mướp trái quá chừng luôn. Đây là mấy trái mướp nè. Trời ơi. Quá đã luôn. Chú vô bọc hết rồi. Sợ con ruồi con này con kia con sâu nó đục đó các bạn. Mình vô cái bọc vậy nó không có đục được.
Đây là đám bầu. Đây có hai trái bầu. Trái bầu bự. Giờ Vũ mời cô chú anh chị và các bạn đi theo Vũ vô nhà của chú Tám. Dạ con thưa chú Tám. Chú Tám khỏe không? Dạ chú ngồi đi. Dạ không, con là Vũ ở ngoài chợ nè. Dạ con ở ngoài Bình Đại nè, thị trấn Bình Đại nè. Dạ thì bữa anh Dùng có gọi cho con nhờ con tìm chú. Dạ Dùng mình nói gì không? Dạ không, ảnh đang ở bên Mỹ, mùa dịch này không có về được chú ơi. Dạ. Rồi dạ. Con về đó là thăm mày gửi Dùng. Năm bảy khỏe không em? Năm bà già đó không? Dạ. Ngồi dậy qua ghế nè. Được được rồi để. Bây giờ chú này ở đâu ngoài chợ mà. Dạ con tên Vũ, con tên Vũ, con ở ngoài chợ nè. Dạ thì cho con hỏi chú năm nay chú nhiêu tuổi? 91 tuổi. 91 tuổi. Dạ còn cho con hỏi thím còn khỏe không chú? Cũng còn khỏe mà có khi nó cũng không bệnh được về. Dạ dạ dạ. Thì chú ở đây với ai? Ở con mình à. Ở con mình thì có gì này là người con rồi chạy lên chạy xuống. Con lên xuống không? Dạ thì chú được mấy người con? 7 đứa rồi chết còn 6 là năm gái. Dạ hai trai chết thằng còn thằng ở ngoài trong tâm. Dạ còn có đứa qua nước ngoài nó qua gì rồi không phải nó cũng nghèo quá nó... Là có người con ở nước ngoài nữa hả gì? Có mà nó nghèo á. Dạ, nhỏ là Úc. Dạ. Thứ 7, thứ 8. Là ở nước nào? Mỹ. Dạ. Dùng nó không có gì hả? Dạ không. Bên cháu. Nó Vinh, nó ngoài đó hai chị em mà. Vinh. Vinh Dùng. Cháu dạ. Cháu còn anh cháu người con thứ năm. Dạ thì không chú Tám đó là quê gốc ở đâu? Ở quê gốc Dòng Trơm hả? Quê cha đâu? Quê ở Dòng Trơm. Ở xã nào chú Tám? Trần Thanh. Dạ Trần Thanh ở Dòng Trơm. Dạ rồi chú Tám qua đây lâu chưa? Rồi mười mấy tuổi rồi. Mấy tuổi mới bán chỗ lạc qua đây là rồi, 12, 13 tuổi rồi. Dạ. Rồi 12, 13 tuổi rồi. Rồi. Rồi, ok. Xe qua ba dùng tôm qua tí về họ về. Vậy lên xe mình đại chị. Chị má lát chị tới mình đại. Đi vòng. Cháu thì lớn rồi mới tìm về góc bên ngoài. Dạ. Đó thì đặt qua đây luôn. Rồi đặt coi. Nè con cũng là người quê gốc Dòng Trơm nè. Dạ. Ở Tân Lợi Thạnh. Dạ, còn ông dạ. Ở xã Tân Thanh. Dạ, thì ở đây về thì đi Tân Lợi, Tân Thanh xong rồi mới tới Tân Hào rồi mới tới Tân Lợi Thạnh. Lợi Thạnh lúc dưới nữa hả? Dạ, nữa. Cũng như cái xã đó là hồi đó là Tân Hào rồi sau này mới tách ra làm hai xã. Hai xã phải rồi, nó xã Tân Hào. Dạ. Tân Hào có người anh năm con bắt hai ở đó, ở xã Tân Hào. Dạ. Chợ đi vô. Thì con qua đây ở đây cũng là khoảng gần 30 năm rồi, đi đó cũng mười mấy tuổi. Thì có cậu làm việc bên đây nè, rồi cậu xin làm con nuôi rồi qua ở bên đây. Cái ngoại cho biết, giờ ông hỏi thăm trai hỏi. Ôi. Nó cho không gì. Nó cho thì thì quay qua cho cha coi cha khỏe không, tao phải dịch tay về không được, hỏi thăm thì quay cho cha. Yếu rồi. Yếu rồi. Thấy
thấy chín mấy tuổi vậy là quá cực kỳ luôn rồi chứ. Chạy lên chạy xuống chạy xe đạp nè, không chạy Dạ. tôi chạy về đây nè, tại tôi lên xuống tới này Dạ. có bệnh hoạn gì thì điện chị Tư dưới, Dạ. không còn nóng áo hơi bệnh thì ở ngủ Là ở đây mấy gì ở gần đây? xa có mình tôi ở gần chỗ chị Tư Lệ là lúc đi xà bọng, còn chị thì ở bên bên ta cái 20 á, 20 ngay chỗ nhiều cò chị Dạ. sáu, còn chị Năm ở Thạnh Trị xa Dạ. xa không, còn người anh ba thì ở Tân Long á. Dạ có, bữa hỏi thăm anh cũng làm gì mà cũng quên rồi. Cũng tướng xứ giả hết tên, còn mẹ thì mất lâu rồi, mẹ mất Dạ. có 74 tuổi Là thím là quê ở đây hả? rồi. Ở đây Gì? gốc gác mẹ đó, ở đây Dạ. thì mẹ đó lên tâm năm bây giờ về có bệnh tiêu chảy mất luôn, bỏ mấy năm ông Dạ. mình ổng ở lên, còn cháu đó có đứa cháu ở lại, ông già nó khó mấy đứa cháu ở không được, rồi Dạ. giờ không ở vợ Dạ của mình. mình nào chắc bắt đóng vào cửa làm vậy thờ luôn, Rồi về cũng như là ngày nấu cơm đem lên. không ở đây nấu ăn, ông ăn luôn, Không biết ông ăn cháu đặt về nấu cá mắm gì mà ăn, tự nấu bữa nổi thì nấu, còn ông không à. ăn nấu mà mình thì ai có sáng mua có lóc xách lên, Dạ. ai có gì con cháu có gì xách lại cho. Không biết Dạ. tôi Ai không biết? ổng đang dục Không biết làm sao mà kêu con quay đây quay mà đâu sao không biết? xa thì phải người ta về ổng ở đây năm về rồi đâu có gặp. Dạ. Là bao lâu rồi không có gặp tôi gì, lâu lắm hả? Lâu rồi, nay mười mấy năm rồi không gặp, lúc đó Dạ. lâu đâu có tả mộ mà về gặp cha gì bánh tả mộ, hôm nay Dạ. tôi đơn giản biết cũng đâu gì bánh đâu. Dạ. Cái dài hào vô Dạ. hào về ông Phúc Dạ. bệnh ngoài đây ra đó thủy vô chứng chứ rồi Dạ. ngay đó thủy vô qua nước biển Chính không có nước đâu mà tháng nào phải vô nước biển, tao sáng qua vô nước biển chứ cũng là 200 mấy rồi nước biển nha, mười mấy tuổi mà về là quá ok rồi. ăn chán là ăn chán nha. Dạ. Chị mà là lò mò 3 giờ mốt đó mặn là tao kêu nghĩa không không chịu, ông nói không ăn cơm cũng được À, là ăn chú trồng tiêu đó. trồng rồi cái bán bao nhiêu sách bán dùm qua sách bán đâu 12.000 bán hai cái bầu Không, bán nhưng có mà cái đó là cũng là cái giải mấy trí chục của chú à. giải mặn quen thì ăn cơm Dạ. nữa cho nó tiêu, ông nói nằm Dạ. chỗ hoài ăn cơm tiêu Dạ. đó mới tầm bậy quạch quạch ra mấy con cháu mà bỏ đi, ông nói bỏ đâu có được. Dạ. Thấy làm kỹ hết biết Làm luôn, kỹ hết trồng không nhà còn một cỏ, ông cọng cây cỏ cỏ luôn. luôn, la vô nhổ sạch hết, sáng Không. làm hơi bắt đầu vô nằm mới Không ra. còn một cọng cỏ luôn mà. Dạ. Đây là mấy cái hình này là hình của chú hả? Gì? Nè cha nè, Dạ. còn hình mẹ nè, mẹ mẹ mất rồi đó, mẹ chụp hình mẹ Đâu? mẹ nhớ Út nè, Dạ. Út nhớ ở nước ngoài nè, mẹ Dạ. nè Dạ. Đây là hình của thím này. đang nhà Út thằng rể, thằng rể với con nó là thằng rể với ngoài Dạ. Đây là chị, này là chị Út đây, hiện ở bên Mỹ đây. Mỹ nè, nó con nó nè, chồng nó nè, nó nè, con nó nè, Dạ. thì hồi đó mẹ mất cái gì á Dạ. Cũng lâu lắm rồi lâu ha. rồi mấy năm rồi, nhớ về cũng lâu rồi mấy năm bây giờ nó Dạ. Đây, chỉ được mấy người con rồi. hai người con hai đứa gái không. Dạ. Đây là hình thím nè phải không? Mẹ là này, hai Dạ. nhóc này con gái nói với Dạ. Chụp lâu rồi chắc nay mấy đứa lâu con của gì đó chắc bự cũng cho lớn rồi. đại học hết rồi Dạ. cứ học đại học, đứa này không nó vậy này nhỏ lớn hơn nữa, đi về ổng mới có 3 tuổi nè, nhỏ lớn Mà nay vô đại học rồi. nó vô học rồi, nó nhỏ lớn rồi ấy là mẹ mất nó có đứa nhỏ. Mấy tấm hình mình nhìn thấy nó ngả màu là biết nó lâu dữ lắm Đông rồi. dữ lắm rồi hồi này hồi nhớ Út này, hồi nó còn ở nhà Dạ. nè, nhà hồi nó nhà chưa nhà đi chùa, chùa chập rồi bây giờ nó nó chập Dạ. Đây là hai tấm hình đó là của thím. kêu
À, thì để kỷ niệm mà. Đây là cái mừng thọ sinh năm 1929 ở ấp Mắt Miễu, xã Đại Hòa Lộc, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Dạ. Dạ. Đây là ở nhà trên của chú Tám. Dạ, đây là bàn thờ của thím Tám. À, thím Tám mất nay bao lâu rồi gì? Mười mấy năm hả? Dạ. Dạ. Tại nấu nấu gì á chú Tám? Chú Tám nấu gì ạ? Cháo à? Nấu cháo hả? À? Cháo không còn bị đau tử. Dạ. Đau tử cháo không, cháo là không không có không có không có được nữa, không tiêu. Dạ. Thì tự chú nấu vậy. Cháo trắng này. Dạ. Chú nấu cháo trắng. Dạ. Dặn ra nấu ra. Giờ hâm lại hả chú? Hâm lại. Trời ơi, cái này vậy là kho ngày hôm qua nay hả? Qua nay rồi. Dạ. Nó còn bệnh rồi, đang nó. Dạ. Dùng con này nó khá hồng. Chắc khá mà. Nó quay nói chú quay rồi gửi rồi đó không? Dạ. Nó còn bị cái dùng tôi cũng không biết. Dạ. Qua nó đi. Dạ, cũng như chú đi qua đây rồi ở bên đây luôn. Qua đây làm con nuôi họ. Dạ. Nuôi họ giữ bò rồi đó. Dạ. Chơi lớn rồi mới nó vợ nó con rồi. Ở bên đây luôn. Ở vậy chắc không chết rồi. Năm năm trai chết hết còn mình tu. Dạ. Ai chết từ cái năm già rồi cũng chết từ năm bảy rồi trai cũng chết còn mình tu. Dạ. Còn mình trai cũng chết còn mình tu. Ê, anh Dùng kêu chú Tám bằng gì? Kêu chú. Chú hả? À, chú em già đó, già thứ năm. Dạ. Vậy con tưởng đâu là cậu, vậy là chú. Hả? Vậy là chú kêu bằng chú. Chú và chú ruột đó. Dạ. Giờ thứ năm thương cháu. Dạ. Giờ năm thứ năm. Dạ. Tôi thương cháu mà tôi đi vợ động mấy cũng già đó nữa. Còn nhỏ thêm người. Anh đâu. Rồi chú hâm xong rồi. Khô dữ rồi chú. Rồi. Rồi. Có cá rồi, nhưng mà không có bằng. Dạ. Ở sau đây chú cũng trồng mướp nữa ha, ngay cái cửa nè. Bạn ra trồng mướp, trồng dầu dầu đó, trồng dạ. Mướp, trồng bầu. Mướp trồng bầu luôn. Dạ. Dạ.
Thì cũng vui hả chú ha, chứ giờ mình ngồi không ở nhà cũng buồn. Chuyện mình làm vậy nó cũng vui, cũng tập thể dục luôn, chứ mình ngồi nó buồn. Nó nằm giữ nổi, dạ. Bệnh đó, bệnh không nổi. Dạ. Mình mắt ra, ra. Dạ. Được rồng trắc rồi đó. Dạ. Đó, rồng rồng đó. Gửi họ bán. Dạ. Bán cũng có tiền mua đồ ăn đồ. Dạ. Chú có hút thuốc không? Hả? Có hút thuốc không? Không, không hút thuốc. Dạ. Dạ, vậy thì mua đồ ăn, mua sữa, đồ uống. Dạ. Ở nhà gần cũng đỡ. Dạ, tới về lui dọn. Dạ. 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 Dạ, tại lớn tuổi rồi mà. Ở chú còn đi xe đạp được hả? Ờ, được ơi. Trời ơi. Quá dữ luôn, 90 mấy tuổi mà còn đạp xe đạp mà. Để tao cho nhân mạnh lên chạy nữa. Bệnh tâm quá dữ luôn. Lấy xe mềm là không có để bông như tao tát bông vô để xe thương xe là tưởng không đạp hết được ai gì đó buồn mạnh lại là những cái thương không mà nuôi anh mình đến thương không mà không khỏe lại là chạy tiếp. Chạy tiếp nữa. Để cho không cho đó. Không được. Thôi cho để tao là mạnh chạy nữa. Dạ. 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 Tại vậy cũng như chú giải trí mà. Dạ. Đúng rồi. Dạ. Ông ăn cơm bằng vậy chạy lát mà vô cơm uống nước ngon. Có nhỏ em ngoài nó cũng lâu lâu để sữa ổng uống vào ba sữa nước ngoài nó khỏe. Dạ. Chứ không ăn uống bao nhiêu chén nè, chén cháo vậy, sáng chén chiều cháo, chén vậy. Rồi giờ múc cháo ra ăn à. Dạ. Rồi múc một tô cháo ăn về là chất lượng rồi. Ăn về là tốt lắm. Dạ, ăn cháo nó dễ tiêu mà nó nhẹ bụng nữa. Dạ. Để nguội. Này chú Tám có nhắn anh Dùng không? Không có nhắn gì không? Có nhắn gì không? Không có nhắn Vũ gì không? Chứ. Ông có nhắn Vũ vô gửi thăm ba Dùng gì không? Lại thăm nó mạnh giỏi thôi đó. Dạ. Chú khỏe, mình lớn tuổi rồi 91 tuổi. Và lại thăm để chồng nói với con kiến nó mạnh giỏi. Dạ. Chú khỏe. Bây giờ không biết đó. Giờ lâu quá, lâu quá giờ hết biết rồi hả? Không biết đâu. Giờ ra lời thăm nó thôi chứ giờ. Lâu gặp quá này không biết. Tôi đây tôi còn vợ tôi còn lạ tôi không biết. Lâu quá lâu rồi ít khi nào biết. Đâu biết đó, đâu biết. À, lâu rồi biết rồi đó, đó biết rồi đi đây lâu quá lâu rồi đi rồi cũng chưa có vợ mà. Không đi đó lâu lắm rồi, đi mấy chục năm rồi. Vì không gặp ảnh là bao nhiêu năm? Có gặp rồi đang lặn hai rồi giờ tới lâu luôn không có gặp luôn. Dạ. Có chị Hai Vinh thì gặp còn ba Dùng lâu quá gặp không gặp giờ gặp lạ không biết điện gì thôi đi chú quay chút đi có gì đâu đâu biết số điện thoại ổng đâu ngoài điện mà thăm ổng nữa. Rồi để bữa nào đi, bữa nào con biết nhà rồi bữa nào con vô con cho chú là thấy hình luôn, thấy hình ở bển luôn ha. À. Thấy hình ở bên Mỹ luôn à chú Tám, thấy anh Dùng luôn. Nếu bữa nào á, ông về ông quay là ông đăng clip ra ngoài, bữa nào vô là ông đăng hình cô ba Dùng vô. Chịu không? Cho ông thấy hình. Biết
Vậy là hàng ngày ví dụ như Rồi nó có cho phôi dưới sinh đó, nó ngoài nó mằn cũng cực khổ, biết gì nó có biết sở gì thiếu thốn gì mà sinh không ơi, đủ ăn được rồi. Nó biết được cho cảm ơn nó, nó cho thôi chứ gì sinh gì. Dạ. Trồng mướp rồi bán được rồi. Trồng mướp mà túng mà tái nhiều quá chừng luôn mà. Rồi quay ra mướp rồi dòng mướp bầu rồi thôi. Dạ. Ở đây đất rộng cho quá chừng luôn. Này, cho ở mấy cho ai? Cho cái bo hả? Hậu. Hậu với bo la hả? Bo không có. Chịu hậu la hả? Hậu la chi? Ra xăm rồi ra bệnh rồi đó. À, ông điện không biết? Ta gọi điện ra nói. Thôi ông điện có gì đâu. Rồi bác sĩ rồi nhà. Ông nói vậy chịu la xăm có gì đâu phải nặng nề ông điện. Nào yếu đi không nổi có gì điện còn hơi hơi sơ sơ mà. Hơi sơ sơ là lo điện bác sĩ chích liền, có chỉ có số điện. Dịch là vô 7 tháng nào vô quen rồi tháng nào phải vô. Rồi bác sĩ lại tới nhà luôn. Là bác sĩ Hải á. Rồi giờ lúc bác sĩ thì đó chở đi. Bác sĩ Hải ngoài chợ đó, hả? Với bà nhà viên nào đó tôi chở đi, chở ra không cao áp, chở vòng vòng phía cao áp lên bác sĩ la là giờ không chở nữa, giờ cho bác sĩ đi thôi, bệnh công điện tôi lên chở dịch. Tôi chở đi ra giờ thương chú bác sĩ tính tính không nhận lại like, nhận chở lại giờ thương. Lên huyết áp cao. Mới chết rồi, bắt đầu lại là nước bác sĩ đơn vô rồi không có chở đi nữa, nó lớn tuổi rồi la đi vòng vòng họ không ai đánh mất công của họ, tôi đi ra nhà thương á, chứ còn chở đi thứ tư họ đâu dít, họ đâu dám. Yeah. Họ lấy cao huyết áp rồi thở ấy là có gì mất công thì lớn tuổi. Bây giờ. Khoảng 2 tuần. Chết cô chết cho bữa mùng 3, 8 chết mùng 3. Mùng 3 mùng 7 hết trơn. Là anh ba dòng trơm. Mấy người cô Tám ở thành phố á. À. Là em có ông người chú Tám. Ông mới chết đây chết. Anh phố. Chết cho rồi rồi thiêu. Dạ. Tên thì còn thiêu thôi, không có chở về quê nó tiền, nó đem tiền về, nó đem về cái trăm trăm mấy cái thiêu tỉnh 55 triệu. Họ lo hết. Nó biết cái này nó hiểu gì đó. Bên Zalo Facebook mà. Dạ. Ăn đi 11 giờ bác sĩ vô đi chứ. Ăn uống thuốc vô, sáng cho ăn thuốc chưa? Rồi à, sáng rồi. Là ngồi đó ăn luôn. Chứ không có lại đây. Chiều rồi hâm vô. Gắm vô rồi hâm. Đi ra ngoài lấy gì ngoài? Lấy dĩa lấy ly. Ăn cơm rằng có hẹn bác sĩ vô chích. Ăn bữa ăn chén vậy hả chú? Nhiều rồi. Nhiều đó hả? Không lại đi gạo, đi nước à. Dạ. Ăn ai giặt nhiều, ăn mồi cá nhiều mà cháu ít. Dạ. Cá điều hồng bự, cô bảy mươi gram là muốn cử tiêu á.
Chình không mà thích thương không vậy bạn ăn chình mà để một mình sáu con bảy con cái một mình ba con hai một cái chình là ông ăn hai ngày đó kệ ăn đồ ăn rồi khỏe ăn nhiều, ăn cơm mà đâu có cần nhiều ăn nhiều ăn đồ ăn không giờ gì không khỏe dạ đứa này mua đứa kia mua ông mua chình chình bự chình nhỏ mua là ông chê á dạ. Ăn có thật bự á nhiêu nhiêu ai ăn nhặn cái quốc dễ là dân ăn bò bò dai không chịu dạ. Ở sao đây mát quá chừng luôn ha. Đây cũng có lò củi nữa nè. Dạ. Dạ. Đây là mấy cái máy ứng nước. Dạ. Dạ. Đây luôn hả? À, còn miếng này của người ta hả? Dạ. Mà gì được mấy người con? Hai người, thằng tay với con gái. Lớn hết rồi hả? Lớn là thằng tay sửa máy, còn nhỏ gái học 10, nó 11 dạ. Rồi. Thằng tay nay đang nghề sửa máy mấy năm nay, sửa máy bên ve xe tải nè. Dạ. Vợ nay với con. Vì cũng chụm củi hả? Không có chụm ga hả? Ga ít lắm. Dạ. Ăn năm sạm bình ga. Nãy chở bó củi về chụm á. Dạ. Tại có vườn củi vườn dừa trong kia cả. Chứ dạ. Bữa nào nắng lên nó vô gánh hai gánh về bỏ ở đây cái chở gì với xe xe hết rồi gánh cá. Thì gì nuôi được mấy con bò? Ba con. Dạ. Cái cỏ thằng trồng cái bờ mình lên bờ tôi nuôi tôm có canh rồi gặp chắc chồng á thì dạ. Trồng cỏ chứ nuôi tôm cái lúa hôm nay gặp kinh bí nào có cái được. Dạ. Thì trồng cỏ nuôi bò á. Rồi, chú đi vô ăn tiếp rồi. Dạ. Rồi thôi con thưa chú Tám con về nghe, chú Tám ăn cháo đi. Dạ. Dạ được rồi. Rồi bữa nào con vô thì con cho chú Tám thấy hình anh Dùng. Dạ. Ở ngoài thấy hình ảnh của chú Tám á. Dạ Vũ xin kết thúc cái video này. Vũ cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem cái video của Vũ. Thì Vũ đã tìm được nhà của chú Tám rồi anh Dùng ơi. Thì chú Tám còn rất là khỏe. Mà chú Tám sống một mình thì tự nấu ăn luôn. Mày có mấy gì thì chạy lên chạy xuống. Dạ. Nhưng mà nhờ là vận động trồng cây trồng mướp trồng đồ đi tới đi lui tập thể dục mình ra khỏe tập thể dục đi chạy xe đạp nữa dạ. Ngồi đây ăn lý tưởng luôn ăn mát rồi nhìn ra ngoài hàng mướp nữa nhìn ra cái cửa nè thấy cái hàng mướp ở ngoài chú trồng tái lòng thòng xuống nè chú bao bọc nữa rất là kỹ luôn. Dạ. 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 À, tôi cũng gửi lời thăm vợ chồng của anh Ba Dùng mạnh khỏe giỏi hết khỏe hết rồi đây tôi đằng này đi ông ngoại cũng mạnh chứ không có gì rồi thôi bye bye nha rồi à, mai mốt hết dịch Covid thì về Việt Nam rồi thăm chị em mấy chú Tám với thăm gì? Gì thứ mấy? Thứ bảy. Ờ, à, gì bảy. Dạ rồi.